xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Em Bảo Thiện. Em Đình Khang. Thì ngày hôm nay nhà đất Trường Ngô đã có mặt tại vị trí là xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Xin giới thiệu cho quý cô chú và anh chị một cái mảnh nền gần hơn nửa công đất luôn mà giá thành lại rất là mềm mại luôn quý cô chú và anh chị ơi. Khu vực này dân sống rất đông rồi nha. Và trước khi nói giới thiệu về một cái mảnh vườn, một cái mảnh nền rất là đẹp này thì Khang và Thiện sẽ khái quát một chút về tuyến đường của mình để quý cô chú anh chị nắm rõ nha. Dạ rồi. À, đường hiện hữu trước đất là đường đá xanh ba gác nha anh chị. Và mình cách đường ô tô hiện hữu ở đằng kia là chỉ có hơn 100m thôi. Và mình đi cụm công nghiệp Tân Hội đang hình thành là chỉ có 2 cây số. Mình tới nữa là chợ ủy ban trường học Tân Hội chỉ 3 cây số nha. Và mình đi ra thẳng quốc lộ 1A là chỉ có 4 cây số hơn thôi. Rồi mình về thành phố Mỹ Tho là chỉ có 20 cây số. Và mình đi bến xe miền Tây Hồ Chí Minh là chỉ có 72 cây số. Và hướng của chúng ta là hướng đông nha anh chị. Ở đây thì dân cư đông đúc hiện hữu, điện nước đầy đủ nha. Dạ, như quý cô chú anh chị thấy là cái mảnh đất của mình ở ngay đây luôn nha, kế bên một cái ngôi nhà cấp 4 rất là đẹp. Và khu vực này thì điện nè, nước wifi nè, thậm chí là mình còn có một sở hữu luôn một cái mé sông rất là thoáng luôn để mình có thể về đây nghỉ dưỡng hay bất kỳ một cái nhu cầu đầu tư thì rất là phù hợp luôn nha quý cô chú và anh chị. Hiện tại cái khu vực xã Tân Hội thị xã Cai Lậy này mà chúng em đang đứng ở đây đang rất là hot và được quý cô chú anh chị trong và ngoài tỉnh săn đón luôn nha. Đó là một cái giá thành rất là mềm mại luôn. Em xin giới thiệu cho quý cô chú anh chị nha để mình có thể nắm rõ. Dạ rồi, thì đây cái mảnh đất mà em giới thiệu cho quý cô chú anh chị đây ha. Đó, rất là cao ráo luôn. Thì cái tuyến đường này là tuyến đường thông và mình sẽ thông thẳng ra khu vực địa bàn của xã Tân Hội luôn. Và nó cũng về chợ, trường học, ủy ban lúc nãy nhanh Khang có đề cập. Thì đầu đường của mình đằng kia thì họ đã đổ đan rồi nha. Nhưng mà nhà nước hiện tại là đang thiếu kinh phí, nên là đầu năm 2024 này là chuẩn bị đường của chúng ta trước mặt đây sẽ mở ra là một con đường bê tông 3m. Thì ô tô chạy rất là thoải mái như con đường đối diện của mình luôn nha quý cô chú và anh chị ơi. Ở đây thì quý cô chú anh chị thấy nè, dân sống rất là đông luôn. Đó, có những căn nhà mà xây kiểu mái Thái, mái Nhật rất lớn, rất đẹp luôn nha. Về đây nghỉ dưỡng rất là êm luôn. Và khu vực chung quanh này quý cô chú anh chị thấy là người ta trồng cây ăn trái rất nhiều. Dừa nè, mít nè, rất là xum tốt luôn. Còn sở hữu mé sông này nữa. Đó, như vào đầu video Thiện quay thì có một cái xà lan đi qua, nên là mình vận chuyển kể cả đường bộ hay là đường thủy cũng rất thoải mái luôn nha quý cô chú và anh chị ơi. Dạ rồi, thì bây giờ Thiện không dông dài nữa, em xin giới thiệu luôn về cái mảnh đất của mình. Một mảnh đất rất là đẹp để cho quý cô chú và anh chị nắm rõ nha. Thì ở đây như quý cô chú anh chị thấy là đất của chúng ta rất là cao ráo so với mặt lộ rồi nè. Quý cô chú anh chị thấy không? Rất cao ráo so với mặt lộ rồi ha. Ở khu vực này thì chủ cũng đã gắn sẵn cái ống xả nước thải từ trong đất của mình ra ngoài đầu sông ở đằng này. Thì xíu nữa đi Thiện và Khang đi sâu ở bên trong sẽ chỉ rõ cho quý cô chú anh chị thấy ha. Thì ở đây quý cô chú anh chị nhìn nè, mình có sẵn cột ranh rồi ha. Và ở đây trong đây mình có sẵn là 3 lô và bên trong này mình có 2 lô nữa. Thì Khang và Thiện sẽ đi sâu vào đất của mình để giới thiệu cho quý cô chú anh chị nắm rõ nha. Đây, khu vực xung quanh đây cũng nhà nè, ở đây là khu dân sinh rồi, dân sống rất đông luôn nha quý cô chú anh chị ơi. Cái mé sông này mình làm mé bồi nha quý cô chú anh chị. Có những cây mà chủ trồng ở đây là trồng rất là lâu rồi, dừa nữa nè, mà vẫn ở đó và không có sự thay đổi luôn. Đất mình đất bồi nha. Khúc này mình trồng cây mé sông, mình sở hữu luôn mé sông thì nó cũng rất là tuyệt vời luôn nha quý cô chú anh chị. Đây thì chủ cũng mới bơm cát cho mình luôn nè. Đất thì bây giờ là cũng khá là chắc chắn rồi nha. Dạ rồi, thì quý cô chú anh chị thấy không, ở đây của mình đó là mình có 1 lô, 2 lô, 3 lô. Đến đây thì mỗi lô của mình có tổng diện tích đó là hơn nửa công, với bề ngang đó là 8m46, chiều sâu vào là 62m. Và phần hậu thì có tóp chút xíu, còn 6m rưỡi nha quý cô chú và anh chị. Nhưng mà cái điểm hay ở đây là tới cái cục ranh đó thì đất của mình nó vẫn vuông vức là 8m46. Rồi đến cục ranh đó nó vẫn là 8m46, chỉ có là cái phần lên líp phía sau thì nó mới tóp lại thôi. Là theo Thiện thì quý cô chú anh chị vẫn có thể cắt đôi cái thửa đất ra từ cái vị trí cục ranh ở đó. Đó, đến cuối thửa đất thì mình về mặt phong thủy thì nó vẫn ổn nha quý cô chú và anh chị. Đó là cái cách mà Thiện nghĩ thôi. Dạ rồi, thì đó là 3 lô đầu tiên của mình nha. Hiện trạng là sổ ok lâu năm và cái giá thành rất mềm mại luôn, chỉ có là 569 triệu thôi. Giá này là chủ bao giấy tờ cho mình, và quý cô chú anh chị muốn thì Thiện sẽ dẫn mình đi thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn nha. Bên Thiện là 100% là giá chính xác và không có kê giá một đồng nào luôn nha quý cô chú và anh chị. Giá cả là mình thương lượng trực tiếp với chủ. Dạ rồi, thì ở đây từ cục ranh tiếp theo này nè, đổ ngang qua tới cái hàng rào của mình luôn, tới cái cọc ranh đó quý cô chú anh chị thấy không. Đó, đến cái cục ranh ở đó ha. Thì mình sẽ có một cái mặt tiền bề ngang từ đây đổ qua
là 20m7 luôn quý cô chú anh chị ạ. Thì ở đây của mình là mình có hai cái lô đất lớn ha, hai lô đất lớn. Thì lô đất đầu tiên là từ cột ranh này đổ qua 10m73 thì độ tầm ở đây nha. Đó, chủ chưa cắm cọc ranh nhưng mà có chia sẻ cho Thiện biết á, là chủ cũng bán phần nửa bên này luôn. Thì 10m73 bên này á, là mình sẽ có một cái mặt tiền đường đá xanh 10m7 và cái phần hậu thì nó có hơi top chút xíu, còn 9m rưỡi. Còn đối với cái nền trong cuối cùng luôn, cái nền cuối cùng giáp với lại là cái ngôi nhà màu xanh ở đằng đó ha, thì chủ sẽ bán đầu 10, đuôi 10, vuông vức là ngang 10, sâu vào 62. Thì chủ bán cả hai cái nền này với giá là 800 triệu nha quý cô chú và anh chị. Và toàn bộ cái mảnh vườn của mình đều là cây lâu năm luôn nha. Dạ, thì lô đất ở đây cũng rất là lớn luôn nha, ngang 10 sâu vào 62 hoặc là ngang 10.7 sâu vào 62, hậu tốt lại còn 9.5 thì cũng là hơn 600m2, thì một cái diện tích rất là lớn cho mình luôn nha. Thì lô đất này thì nghĩ là quý cô chú anh chị về đây vợ chồng ra riêng cất nhà nghỉ dưỡng hay là mình mua để dành cho con cái, sau này vừa ở mà vừa kinh doanh buôn bán thì Thiện thấy là cũng rất là hợp lý luôn nha. Ở đây mình buôn bán lẻ thì Thiện thấy vẫn ok nè, tại vì dân sống là cũng hiện hữu chứ không phải là thưa luôn nha quý cô chú anh chị, rất là đông luôn. Và quý cô chú anh chị lắng nghe kỹ thì đầu lần kia người ta cũng có hát karaoke, và hôm nay là sáng thứ hai vẫn hát luôn nha quý cô chú anh chị, dân ở đây sống rất là đông luôn nha. Dạ rồi, đất mình thì đã cao ráo so với lại là cái mặt lộ chủ bơm cát rất là cao luôn nè. Đó, và Khang và Thiện xin được đi sâu vào cái phần bên trong lên clip của mình. Đó, quý cô chú anh chị nắm rõ được cái lô đất của mình như thế nào quý cô chú anh chị ha. Dạ đây, và đây là khúc lên clip của mình nha quý cô chú anh chị ơi. Đó, thì mình có những cái hàng clip phía sau nha. Nhìn bên ngoài thì thật sự là mình cũng không biết là nó top hậu luôn, nhưng mà trên váy, trên giấy đo vẽ ra là nó hơi top chút xíu nha quý cô chú anh chị. Đó, thì đây mới mưa rất là nhiều nên là nó hơi mọc cỏ nha. Mình có 1, 2, 3, 4, 5 clip. Thì đất của mình đo tới đâu thì mình sẽ bắn tới độ dài bên đó luôn nha quý cô chú anh chị. Đó. Dạ, đó là toàn bộ thông tin về mảnh nền của mình nha. Dạ, mảnh nền mà về đây với cô chú anh chị cất nhà nghỉ dưỡng để dành cho con cái thật sự là rất là ngon luôn. Dạ rồi, thì Khang và Thiện xin tổng kết lại hết tất cả mảnh nền của mình để quý cô chú anh chị nắm rõ nha. Đó, ở đầu bên kia từ cái mí hàng nhà đó đổ ngang qua mình có 3 nền được cắm cọc ranh hết rồi. 1, 2, 3. Thì mỗi nền có diện tích đó là 8m46, dài vào 62m, hậu còn 6m5 nha quý cô chú anh chị. Thì mỗi nền ở đó có diện tích như vậy thì chủ sẽ bán với cái giá là 569 triệu. Dạ, sổ cây lâu năm và chữ ba giấy tờ cho mình nha. Đó, còn lại cái diện tích từ miếng hàng rào này đổ ngang qua, từ cột đó đổ ngang qua tới cái bụi dừa đằng này thì mình có tổng cộng là 2 nền, mỗi nền có diện tích đó là tương ứng là 10 nhân cho 62m ở khúc này nha, 10 dài vào 62m thì đầu đuôi bằng nhau. Thì đây chủ bán cái giá 800 triệu. Và cái nền còn lại của mình á là ngang 10m7, sâu vào 62m, hậu top chút xíu còn 9m5 thì chủ cũng bán với giá 800 triệu nha. Nó cũng như nhau nha quý cô chú anh chị. Dạ. Thì đó là toàn bộ thông tin về một cái mảnh nền rất là đẹp của mình, đường đá xanh, ba gác tới đất và dự án ô tô vào năm 2024, năm sau nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, thì quý cô chú anh chị Thiện chí quan tâm liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình để Khang và Thiện tư vấn chi tiết hơn nha. Dạ rồi, thì chúng em xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Xin chào. Dạ.